Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chống Vật Lân Hưng Đại. Hôm nay cơ sở sản xuất Chống Vật Lân Hưng Đại xin giới thiệu cho các bạn 3 mẫu sản phẩm đầu lân men cốc màu đỏ, 3 tráng đèn led. Đó. Rất đẹp luôn các bạn nhìn. Đấy. Hàng màu vảnh màu hồng. Hàng học sinh các bạn nhìn. Hồng phấn. Màu tròn, hạc sơn. Hàng bên Hưng Đại toàn hàng cao cấp nhưng mà giá thì rất học sinh nhá. Đấy, mọi người nhìn đây. Quay đằng sau lại. Đấy, các bạn nhìn đằng sau đẹp chưa? Những SPA được phủ bóng cao cấp đầu dòng. Quay ngang. Đẹp chưa? Lắc ngang cho nào đi. Đấy. Quay ngang bên kia. Đấy. Mọi người cần mua hàng xin hệ số điện thoại 0385 768 789 để trực tiếp mua hàng. Bây giờ mọi người nhìn các học viên lắc thử vài đường. Bắt đầu. Lần đánh nhau đau đầu và vẫn chắc chắn nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Giật đi, chớp mắt.